Thưa quý vị, rạng sáng nay, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Tổng thống Nga Putin có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và nhiều lãnh đạo Việt Nam. Trên cương vị là người đứng đầu Liên bang Nga, Tổng thống Putin đã có 4 lần sang thăm Việt Nam, trong đó có 3 lần thăm chính thức và cấp nhà nước vào các năm 2001, 2006, 2013. Còn vào năm 2017, Tổng thống Vladimir Putin đến Đà Nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 mà Việt Nam là nước chủ nhà. Chuyến thăm lần này là lần thứ 5 Tổng thống Putin đến Việt Nam trên cương vị nguyên thủ. Chuyến thăm của Tổng thống Nga diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga và trước thềm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025. Chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực vì mục tiêu phát triển đất nước, phát huy thành quả 30 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga. Trong cuộc điện đàm vào tháng 3 năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Putin tiếp tục khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, mong muốn củng cố hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy và cùng có lợi. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin là nội dung nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay. Tờ Quân đội Nhân dân sáng nay có bài xã luận nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra chỉ một thời gian ngắn ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới, cho thấy Nga đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Sự kiện này cũng là dịp để Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó ưu tiên các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống. Tờ báo tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống Putin sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển, bồi đắp thêm tình cảm hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Vladimir Putin đã có bài viết có tiêu đề Nga và Việt Nam tình hữu nghị được thử thách qua thời gian, đăng trên báo Nhân dân số ra sáng nay. Bài viết cho biết chuyến thăm lần thứ 5 tới Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký kết hiệp ước Nga-Việt về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống Nga nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn lớn của nước Nga, người khởi nguồn mối quan hệ giữa hai nước. Đề cập việc Liên Xô đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam đấu tranh chống giặc ngoại xâm và trong xây dựng lại đất nước, cho rằng những truyền thống về tình đồng chí và tương trợ lẫn nhau được thử thách qua thời gian như vậy, đóng vai trò là nền tảng vững chắc để tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Điểm lại những kết quả tích cực về hợp tác trong thương mại và đầu tư, năng lượng, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, Tổng thống Putin tin tưởng trên cơ sở truyền thống hữu nghị tốt đẹp, tin cậy và tương trợ lẫn nhau, hai nước sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ song phương và phát triển hợp tác vì lợi ích của nhân dân, vì ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới.